Hello mọi người, chào mọi người đã đến với kênh của Su. Và hôm nay sẽ là một tập Shopee Hell. Thì cũng gần tới 8 tháng 8 rồi mọi người. 8 tháng 8 là ngày mà Shopee sale lớn và là lớn luôn. Nên là hôm nay mình sẽ làm một tập Hell và để những cái link đổ với phần mô tả để mọi người săn sale rồi đó. Và hôm nay mình sẽ hao đồ đến từ hãng Lovito. Thì cái hãng Lovito này là mình làm video khá là nhiều rồi. Thì như mọi người theo dõi mình lâu thì cũng sẽ biết là cái hãng này nè là đồ vừa rẻ vừa xinh vừa chất lượng nữa. Có nghĩa là ngon bổ rẻ luôn mọi người. Nếu như mà chưa ai xem thì mọi người có thể xem lại những cái video trước mình làm và review về cái đồ của cái hãng này là 10 điểm luôn. Nhưng mà hôm nay mình sẽ kiểu như là hao đồ vừa gợi ý những cái outfit để mọi người kiểu là phối đơn giản mặc đi chơi này kia mọi người. Nói chung là những cái outfit mà dễ phối và đơn giản ai cũng có thể phối được. Hôm nay thì mình chỉ có 4 outfit thôi, gợi ý chỉ có 4 outfit thôi mọi người, khá là ít. Tại vì trong tuần này mình bận khá là nhiều chuyện, với lại mình đặt đồ khá là ít á, nên là có bao nhiêu thì quay bao nhiêu thôi. Đầu tiên thì sẽ là một cái outfit mà kiểu như là nó năng động, nó cute mọi người. Và nó có một cái màu rất là chói là màu xanh này nè, nó chói đúng không? Đầu tiên là mình sẽ có một chiếc áo sơ mi. Áo sơ mi này mình có thể khoác ở ngoài hoặc là mặc để chụp cả một cái sơ mi luôn mọi người. Có nghĩa là mình có thể mặc cái crop top ở trong á. Đây mình có chuẩn bị một cái crop top này. Để mình lộn lại. Và mình sẽ mặc một chiếc crop top này, một chiếc áo thun thôi mọi người, áo thun chứ nó cũng không ngắn lắm, không có được gọi là crop top á. Thì mình sẽ mặc ở trong, sau đó là mình sẽ khoác cái sơ mi này ở ngoài. Và kèm theo đó là mình sẽ có một cái chân váy cùng màu với cái sơ mi. À nó không có cùng màu nhưng mà nó giống tựa giống nhau mọi người. Đây. À mình nhầm mọi người, cái này là cái quần short nha mọi người. Đây là một chiếc quần chứ không phải là một chiếc váy. Tại vì mình nhìn nó giống chiếc váy á. Mình cứ hay bị lầm, mình cứ hay bị quen mờ, mình kêu là trong váy không ạ. Thật ra nó là một chiếc quần nha. Đó, một chiếc quần. Và mình sẽ mang đôi van này. Đôi van màu trắng trắng kem kem này. Vì cái outfit này nó kiểu năng động cute á, nên là mình nghĩ là thích hợp với những cái mùa như là mùa hè, mùa thu á, để mọi người mặc đi chơi cho nó thoải mái. Và cái quần này mặc rất là thoải mái nha. Còn với cái sơ mi á thì vải của cái sơ mi rất rất là mát luôn. Đó, mọi người mặc lên kiểu rất là dễ chịu. Còn cái áo này thì nó kiểu nó co giãn nữa nè. Có hai chiếc túi bên hông. Như là mình mặc size S hay size M thì mình cũng quên mất rồi. À một lát mình sẽ xem lại xong rồi mình sẽ để link dưới phần mô tả. Và kèm theo là size mà mình mặc với cả cân nặng chiều cao của mình, để mọi người có thể dễ dàng mà mua hơn nha. Gỡ cái ống lô này ra nha mọi người. Nãy giờ là tóc của mình nó bị thẳng đó, nên là mình không muốn gỡ nha. Tiếp theo thì mình sẽ có một cái outfit kiểu như là đơn giản và nó kiểu nó thuộc dạng là học sinh sinh viên của mọi người. Tại vì nó là một cái chân váy như thế này, chân váy đen và một cái áo sơ mi giống như là đi học vậy mọi người. Cái outfit này là mình nhớ tới chị Nano. Đây là một chiếc chân váy màu đen và nó dài kinh khủng luôn, nó dài che cái phần đầu gối của mình luôn mọi người. À hiện tại là mình vừa khỏi bệnh đó mọi người, nhưng mà nó vẫn còn hơ đó, nên là cái giọng của mình nó hơi khó nghe và kiểu lâu lâu thì nó sẽ bị đứt á mọi người, với cả mình hay hít nha đó, tại vì mình bị viêm xoang mà vừa rồi mình còn bị sổ mũi nữa nên là rất là khó chịu. Chiếc áo sơ mi này đúng đẹp luôn nha. Đây có một cái chữ là ONE như thế này ở bên cái phần túi. Thì một lát mặc lên thì mọi người sẽ thấy rõ hơn. Cái chất liệu của sơ mi thì nó không có mỏng lắm, nhưng mà kiểu như là mình khuyên là mọi người nên mặc ra bên trong, ra mọi người, để trong nó không có bị lộ quá. Và mình thấy là cái outfit này nó rất là kiểu là sinh viên học sinh kiểu cute này kia, rất là phù hợp với những bạn mà học đại học mà có thể mặc những chiếc váy, mặc đồ đi học mà có thể mặc được những chiếc váy này kia. Thì mọi người có thể tham khảo cái outfit này, tại vì trường mình chỉ được mặc áo dài và được mặc đồng phục thôi chứ không có được phối đồ này kia mọi người. Và mình sẽ mang với đôi giày này đúng kiểu phù hợp với những bạn mà học sinh luôn á, tại vì nó là kiểu sandal nhưng mà
Ừ, nó là sandal mà nó xinh vãi, mọi người nhìn nó giống như là sneaker vậy đó. Nhìn giống như là giày thể thao vậy đó, mọi người có thể mang đi tập thể dục hoặc là mang để mặc đi học thường xuyên cũng rất là tuyệt vời luôn. Cái đôi này á thì nhìn nó khá là dơ, tại vì hôm qua mình vừa đi quay nhưng mà hôm nay mình chưa có thời gian để mình trả mọi người, nên là nhìn nó rất là dơ. Với lại cái chỗ của mình nó hay mưa nữa, nên là mình không thể nào mà giữ cho cái đôi giày của mình nó thật là sạch được. Nên là hiện tại là cái mèo của nó từ màu trắng lại thành màu kem kem mà nó vàng vàng luôn á. Nhưng mà cái đôi giày này á, khi mà mọi người trả cho nó thật là sạch rồi, nhìn nó rất là xinh luôn. Và mình sẽ phối chỉ có 3 món thôi, là chiếc váy này và cái áo sơ mi này với cả đôi giày này. Tiếp theo mình có một outfit mà nó khá là bánh bèo. Chiếc áo ngắn crop top, kiểu áo kiểu á mọi người. Mọi người có thể ủa cái này chở vai, không, cái này không chở vai được. Mọi người mặc như này nè. Đó, đằng sau thì nó có dây kéo. Dây kéo này là nó rờ ra nguyên cái áo luôn mọi người. Đây, nó banh ra nguyên cái áo như này luôn nè. Và có những cái họa tiết rất là xinh luôn nè, những chiếc họa rất là xinh luôn nè. Đó. Và mình có thêm một chiếc chân váy. Cái này là chân váy nha mọi người. Cái là chân váy và nó có quần bảo hộ bên trong luôn. Chân váy này là cũng ngắn á, như là che được cái phần đùi, không che được cái phần đầu gối thì phải á. Rồi phối em nó với chiếc áo này. Đó, và thêm một đôi sandal mà kiểu hơi cao gót á. Nói chung là rất là xịn sò, để mình lấy rồi mình để đâu mình quên mất tiêu rồi. Đây, chính là đôi này. Đôi này nha mọi người. Mang lên cực kỳ tôn dáng luôn, và nó nói chung là rất là đẹp. Này nó không có cao quá nên là mọi người rất là dễ đi nữa. Và mình có thêm một cái gợi ý là mọi người mặc áo dài á cũng có thể là mang đôi này vào rất là xinh luôn. Và mình mặc áo dài mọi người, mình mang đôi này lên rất là tôn dáng nữa. Rất là đẹp, mọi người nên mua những cái đôi như thế này, rất là dễ phối luôn á. Xong là chỉ là outfit này chỉ có 3 món vậy thôi đó. Và cuối cùng một outfit mà mình thích nhất luôn, đó chính là một outfit mà kiểu như là nó nhìn nó trưởng thành, mà nhìn nó nói chung là mình rất là thích những cái style giống như là crop top, xong rồi một cái quần suông rộng dài kiểu vậy đó mọi người. Nhìn nó rất là tôn dáng và rất là nhìn rất là tiểu thư luôn. Nó không biết diễn tả như này nhưng mà nó rất là đẹp. Đây mình sẽ có một chiếc quần ống suông màu nâu như này. Đó, rất là dài và rất là rộng luôn. Và mình bị rộng cái phần eo này mọi người, nên là mình phải kèm thêm một chiếc dây nịt. Thêm đó là một chiếc áo cũng, nó cũng giống cái mèo vậy, nhưng mà nó kiểu nó nhẹt hơn mọi người. Đây là một chiếc crop top mà mình thích. Nhưng mà mặc lên nhìn nó sẽ rất là xinh luôn mèo này. Và nó co giãn rất là tốt luôn, mặc lên cực kỳ thoải mái luôn. Và mình rất là thích chiếc quần này luôn mọi người, thích cực kỳ luôn. Và mình sẽ đeo thêm một chiếc túi, đã mất rồi. Đây là một chiếc túi cùng mèo với cái outfit luôn, rất là hợp với outfit luôn. Và cái túi này sang cực kỳ luôn nha mọi người. Sang chưa? Đây, nó có một cái khóa kéo như thế này. Đó mọi người nha. Đó, mà nó chỉ có một găng duy nhất thôi. Và đây mình sẽ thêm một chiếc cài tóc như thế này. Ủa, bị gì ta? Đó, nó cũng kiểu là nó dung hòa vào một cái outfit
mình sẽ mang lại cái đôi sandal hồi nãy, cái đôi này nè. Mình khuyên mọi người nên mua đôi này đi nha. Ở ngoài nó rất là xinh và cực kỳ dễ phối đồ luôn. Trời ơi, ta nói mang cái đôi này với 4 câu fit mà mình heo hôm nay nó cũng hợp luôn mọi người. Nói chung là nó xinh lắm và nó rất là dễ phối luôn. Và mang nó thoải mái nữa, nó không bị cồng kềnh nữa. Nói chung là tuyệt vời. Mình cũng đã hao đồ xong hết rồi đó, và mình cũng đã gợi ý cho mọi người những cái cách phối đồ của mình. Mong là mọi người sẽ săn sale vui vẻ và phối đồ thật là xịn sò luôn. Mọi người hãy nhớ là hãy lên Instagram của mình nè, để like ảnh cho mình và theo dõi Instagram của mình, để theo dõi cuộc sống hàng ngày của mình. Nếu như mà có trục trặc về cái vấn đề mà lịch đăng video thì mình sẽ đăng lên đó để thông báo cho mọi người, và kèm theo đó là Facebook của mình và trang bay Facebook của mình luôn. Dạo gần đây mình vừa hoạt động lại và mình chăm đăng video TikTok rồi á, nên là mọi người lên follow mình với nha. Mình bị flop khá là nhiều. Tất cả link sản phẩm thì mình vẫn sẽ để lên ở dưới phần mô tả, và kèm theo đó là size và cân nặng chiều cao của mình, như lúc đầu mình đã nói rồi á. Và một cái quan trọng nữa, và vẫn là cái câu nói đó, mọi người đừng quên để lại cho Su một like và đăng ký để mọi Su nha. Còn bây giờ thì bye mọi người, hẹn mọi người vào những video sau. Bye bye.